Hello, xin chào các bạn nha. Chiều gần tối rồi, tranh thủ làm cái video chia sẻ cái cách mà đảo cực, tức là đảo pha đó, gọi là đảo cực trên cái David 260. Một số anh em còn chưa biết, mình chia sẻ nhanh clip này. Rồi, đi vào vấn đề luôn. Rồi, bây giờ chúng ta muốn đảo cực thì ví dụ trên đây là nó có 6 ao, muốn đảo cực bất kỳ ao nào, chúng ta chỉ cần nhấn vào cái chữ IO. Đây, chúng ta chỉ cần nhấn vào cái chữ IO này. Rồi trên màn hình nó sẽ, các bạn theo dõi trên màn hình nó sẽ chạy dần. Đầu tiên là nó sẽ ra AB. Thì chúng ta nhấn tiếp tới cái, ví dụ như đây là kênh 1 qua kênh 4 đi. Rồi, nó sẽ có cái ộp như này. Và ở dưới này là cái đảo cực này. Cái chữ là polarity là đảo cực, ở dưới này là pha. Thì chúng ta nhấn vào cái nút to này nè, cái nút bánh xe này nè, ấn vào là cái mũi tên nó sẽ chỉ xuống dần ở dưới cái hàng đây, nó sẽ chỉ xuống dưới. Đó. Mũi tên nó sẽ chỉ xuống dấu cộng này, ấn vào cái bánh xe. Đó, bây giờ chúng ta quay cái bánh xe. Quay bánh xe này một cái thì nó sẽ chuyển cái dấu cộng thành dấu trừ. Tức là đảo cực đó. Tương tự như vậy, chúng ta muốn cái ao nào thì chúng ta chuyển sang cái IO, chúng ta bấm tiếp cái IO một lần nữa để nó chuyển sang cái ao khác. Đây là đang ao 4, chúng ta bấm sang ao 5. Đó, tương tự như vậy, muốn đảo cực chúng ta nhấn cái mũi tên bánh, nhấn cái bánh xe xuống cho cái mũi tên nó quay qua dấu cộng, chúng ta quay qua dấu trừ là đảo cực. Rồi, ok, number one. Còn đây là trên phần mềm, chúng ta muốn đảo cực thì các bạn nhìn con trỏ này rất là nhanh. Muốn đảo cực của channel số 4, lúc nãy là trên thiết bị mình đảo cực kênh số 4, kênh số 4 bấm vào cái số 4 này nè, hoặc là ví dụ mình sang cái số 2 đi. Bấm vô số 2, bấm chuột phải, chuột trái double vô. À, nó ra cái bảng như này. Đảm bảng như này. Đây là cái chỉnh pha của nó nè. Đây là chỉnh pha kéo đồng kéo độ. Áp dụng cái này. Còn đây là đảo cực. Đảo cực đây. Đó. Đây là cái chức năng đảo cực của nó, tương tự như vậy. Qua cái ao số 6 thì chúng ta bấm vào số 6 đây. Rồi, đảo cực. Rồi, như vậy là xong. Rất là đơn giản anh chị các bạn. Trên thiết bị thì chúng ta đảo cực bằng bấm trên mặt số của nó, còn trên phần mềm chúng ta bấm vào cái ao này, đảo cực là xong. Rồi, ok. Rồi, thấy rõ chưa? Thấy Khải Tuấn đẹp trai không? Chia sẻ rất là nhanh gọn luôn. Các bạn nhớ like video nha, đăng ký kênh nha, mỗi ngày những cái video chút chút nhỏ nhỏ cống hiến cho các bạn anh chị nha. Rồi, ok, chia tay thôi.